thành rõ. Em xí cây bốn giờ bếp hello vui 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 vui. Đấy, hôm nay phong trần quá ha. Đó. Hôm nay nhìn em có vẻ phong trần. Mọi người bảo em giống mấy thằng con rồi. No. Eric rất yêu thương Long. Yes. Tình cảm với Eric là có Long. Một tình cảm rất tuyệt vời. Tôi thực ra thì tôi chăn của người đã không có gì nói thôi. Tôi cảm nhận tình cảm của anh Eric dành cho Long rất tuyệt vời. Còn tình cảm của tôi như nào thì tôi có hoa. Hoa đâu? Cái gì nó xuất hiện vào hiện thực thì nó vẫn ấn tượng hơn. Đi lên đây. Có thể giới thiệu một chút về đôi Nike đó không? À, đôi xịn đấy. Đi đôi này lên, đi đôi Prada lên thì hơn ở đây. Quay đó, vô đây. Đi rồi. Dễ quá. Muốn? Có. Anh yêu em không hề bốc phép. Tình chúng mình căng đét như anh nói phép với em. Đó là từ những cái điều bất ngờ. Thì món quà bất ngờ thôi, nhưng mà ý nghĩa nhất. Còn hôm nay mình rất bất ngờ. Là không có quà. Là mình thấy là không có quà thôi. Mình có quà nhưng mình cũng không có gì cả. Sao? Là một cái phẩm chất rất tốt. Không, mình rất vui mà mình không hề ghen tị. Mình sẽ lên các bạn là bởi vì Long có món quà rất ý nghĩa. Chị nghĩ cái việc không có quà là sự bất ngờ lớn nhất anh Caric dành cho em á. Là cái đất phòng ngoài cho chị biết đi luôn. Ok nha. Cảm ơn nhiều nha. Cái gì cơ? Cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn thôi thôi, mình tiết lộ size dài đây là người khác tặng. Mọi người cố tình đưa đồ ăn vào trong quỷ phỏng vấn người nữa, xong rồi mình rất hay thăm. Thực ra thì là để cho tôi đi đăng ký. Hay quá, các bạn biết cái cần giữ passe không? Passe đẩy đi khi bạn không muốn. Cái em muốn hỏi chút là em MCK vừa khoe món quà anh vừa tặng cho MCK á. Hả? Mình đã nói là đừng khoe. Khoe hết rồi, nhưng mà cái chính là Zidoki đang khóc vì không có quà. Zidoki nói là sự bất ngờ lớn nhất mà nhìn Zidoki là Zidoki không có quà. Không, Zidoki sẽ có quà cũng là tại vì mình biết là mọi người thích giày, mình sẽ tặng, thích cái kiểu gì đó. Còn Zidoki nó thích kiến, thích kính rồi thích linh tinh rồi ok mình sẽ dắt đi mua. Nhưng mà kia đã nói là đừng khoe. Đây, đã mang luôn rồi. Honey-chan, daisuki. Đôi này phải được lên chung kết. Yes. Khi tôi có giải, đôi này phải đi theo tôi. Khỏe. Pepsi vị chanh không cola mới, sảng khoái tột đỉnh, bùng cùng Rapian.
trí tuệ Việt Nam mùa 2, 20 giờ từ ngày 21 tháng 11.